trở thành đối tác với nhau có phải tốt hơn không? Không cần bắt tay đâu, chỉ cần đôi bên cùng có lợi. Giao tiền, giao hàng, nhanh gọn. Tôi muốn kiểm tra hàng. Ok. Giao dịch với số lượng lớn như vậy. Giao hàng. Để tránh hổ mang ra tay, xe ô tô em đang đậu ngoài đó, cứ để xe máy lại cho tụi con Lê nó chạy. Anh chở em vô rồi mang tiếp. Chờ em. Không lẽ Lâm Phong cũng nằm trong đường dây này? Em giỏi quá. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Tài năng của em đã chứng minh cho anh thấy rõ. Nhưng còn chuyện tình cảm, em vẫn làm cho anh cảm thấy bất an. Anh là lên cơn ghen à? Sao lại không? Bây giờ chồng cũ của em còn ở chung nhà với em nữa. Em nói đi, anh đâu phải là thánh. Em hứa với anh, giữa em và Võ Hiếu không có chuyện gì xảy ra hết. Ngay cả khi Võ Hiếu biết chuyện tình cảm của anh và em, anh ta vẫn không phản đối sao? Anh ta hứa không xen vào cuộc sống riêng của em, không xen vào công việc của em. Vậy anh ta muốn gì khi bên em? Anh ta muốn một chỗ dựa sau khi thất bại trong công việc. Anh ấy muốn có tiền để bù đắp cho cuộc sống lúc ở trong địa ngục. Anh ấy vui khi được bảo vệ em. Đơn giản vậy thôi đó. Anh muốn em chứng minh tình cảm của em dành cho anh là duy nhất. Anh muốn em chứng minh bằng cách nào? Thứ bảy này anh mở tiệc đãi mọi người. Anh muốn em đưa chồng cũ của em đi theo. Ok.
Và từ đây anh bên em.